Ông Xuân cũng như nhiều bà con địa phương thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, hiểu rất rõ nỗi khó khăn khi phải qua lại bằng phà suốt mấy chục năm qua. Chiếc cầu nối đôi bờ là niềm mơ ước. Khi nghe chính phủ đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, ông rất phấn khởi. Dù có hai công đất bị ảnh hưởng bởi dự án, nhưng ông vẫn vui vẻ nhận bồi hoàn từ sớm. Quyền lợi lâu dài chung thì nó quá trời to lớn mà. Giữ thần vĩ đại luôn. Lo dân như vậy thôi. Chứ mình đất thì đất của nhà nước. Nhưng mà nhà nước cũng làm hoàn thành bồi thường đền bù đó rõ ràng. Nếu bắt cây cầu này rồi thì hàng quá mình lên cầu được, mình đi thông thả. Kể cả là đi tỉnh này tỉnh kia bán, mừng dữ lắm. Bồi hoàn rồi thì đã nhận tiền cũng cười khà khà, hiến tôi hiến, vậy thôi. Cầu Đại Ngãi do Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, với chiều dài toàn tuyến là 15,1 km, quy mô 4 làn xe. Trên tuyến có 7 nút giao, 5 cầu đơn giản và 2 cầu lớn vượt sông Hậu là Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2. Tổng mức đầu tư 8.014 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nhấn của dự án này, khi 100% hộ dân của hai tỉnh đã bàn giao mặt bằng sạch. Xuống tặng từng hộ để giải thích, rồi phân tích, rồi động viên bà con để thực hiện cái dự án trọng điểm. Về công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là đang được đánh giá là tốt nhất của Ban 85 cũng như của Bộ. Trước khi khởi công, cũng mong rằng là trong cái thời gian mà triển khai dự án thì là tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo hai tỉnh cũng như là sự hỗ trợ ủng hộ của bà con. Cầu Đại Ngãi sẽ nối thông toàn tuyến quốc lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam và với thành phố Hồ Chí Minh.